Đó, này là phải chấm từng ớt quất heo. Mời mọi người nha. Trời ơi, trời, cái miệng heo nó cắn kìa. Đâu đâu, quấy trong, quấy trong. Đó. Ừ, giòn. Anh nước chuột chuột dưới trời. Giòn đó. Chỗ này bao nhiêu rồi? Ok, hello xin chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của Bỉnh TV. Lại là mình, Tú Bỉnh nè mọi người ơi. Ok, hello mọi người, thì mình là Theo đây. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Yeah. Ok mọi người, thì theo cái triết lý của mình với Theo là ăn cái gì bổ nó, nên hôm nay mình với Theo sẽ quyết định tiếp tục làm xúc xích nha mọi người. À đù à. Ừ. Ăn ghét chắc đi hết nổi quá. Vậy? Cái gì? Xúc xích mổ vô đâu mà mày đòi hết nổi. Ba ơi, ăn ghét mập đi hết nổi bơi, mày suy nghĩ cái gì vậy? Không, tôi tưởng. Ừ, thôi bỏ đi, bỏ đi. Ừ. Thì giờ ở cái clip trước mình với Theo có làm một cái món xúc mâm xúc xích nướng siêu cay. Đúng không? Cái mâm 10.000 cây đó. Mọi người có thể xem lại nha mọi người. Mọi người ủng hộ khá là nhiều nha. Đúng thì rồi. Cái clip đó cũng được 2.000 view. Mới làm mà được 2k view rồi. Nói chung là rất là vui rồi. Cũng có động lực rất là lớn luôn. Hai tụi mình sẽ tiếp tục làm một mâm nữa nha mọi người. Đó, hôm nay mình và Theo sẽ làm xúc xích, nhưng mà xúc xích chiên giòn KFC. Đó là mình làm như là đùi gà rán vậy đó mọi người. Cái này làm xúc xích rán. Đó, để xem coi cái nó sẽ như thế nào thì mọi người nhớ theo dõi tiếp nha. Thì bây giờ mình sẽ quay với mấy món đồ mà mình Theo sáng giờ đi chợ mua được nha mọi người. Hồi tôi bắt con gà đó tôi mặc thật luôn. Con gái hoài tội quá mọi người. Thì đây hồi sáng hai mình với anh Tú đi chợ mua được nhiêu đây nha mọi người. Ok. Thì đầu tiên là cái bìu cũng hết 200 mấy mọi người. Mình bỏ qua đầu ba bên đi. Cái bìu đó chua nha. Đây là chai dầu ăn. Ok. Đây bịch chiên xù. Nè, nó có để ra luôn nè, bột chiên xù nè. Đây là chiên giòn nha mọi người. Ok. Bên bên đi. Đây là hộp gà. Đó. 4 trứng rồi, chắc đủ rồi mọi người ha. Còn đây là xúc xích nha mọi người. Đó. Đó, cầm lên. Đó. Ok, đây là bột xúc xích mình với hành heo nha. Hai mình ăn bột này là tới công chuyện rồi đó. Đây. Tương ớt nha mọi người, một chút mình sẽ chấm tương ớt. Rồi, chỉ là nhiêu đây thôi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành quậy bột. Mình không, mình chiên trước đi. Ờ đúng rồi, mình chiên xúc xích trước. Mình muốn làm cho xúc xích rán KFC này mình phải chiên cho nó chín trước nha mọi người, rồi sau đó mình sẽ làm thêm một bước nữa là mình lăn bột rồi mình chiên thêm cái nữa. Nói chung mình sẽ chiên hai lần. Nếu không mà mình lăn bột luôn chiên trong sống nhăn xào ăn. Thôi bây giờ mình sẽ đi bắt cái bếp trước đi. Đó, thì ở ngoài sau vườn heo nói chung là khá là rộng rãi nhưng mà chưa có thời gian để mình dọn nên mình chỉ quay chỗ này thôi. Chỗ này mà mưa nó xuống cái thì nó hơi lầy một xíu mọi người. Đó mà đặc biệt nó bù lại cái là có được mấy trái dừa nha. Đó, hai cây thì tôi nói thôi chứ tôi đâu có kêu bẻ uống đâu mà giữ của dưới trời. Để giữ của mặt giữ của trời. Nói chung là bù lại được hai cây dừa này, cây bên cây vàng dừa lửa với bên kia là dừa xanh. Đó, nói chung lâu lâu mình khát nước uống cũng khá là ok nha. Mày ok không à, mày uống ghét hết dừa tao luôn. Giờ khi mình ra đây mình dò mấy trái dừa mọi người, heo mình thấy nó cười cười nhưng mà mặt nó không có vui nha. Thôi nhúm lửa đi mày ơi. Ok mọi người, thì trong lúc mà heo nó đang nhúm lửa thì hiện tại mình cũng khá là buồn miệng, với lại tay chân mình nó cũng hơi ngứa ngáy nên mình sẽ quyết định mình hỏi thăm mấy cái em này nha. Đó, nhìn này nè, đây là dừa lửa mà mọi người, cây nó đụng trái gì nè nó cũng khá là bự ha. Mình đã uống được rồi chứ không có để nữa nó già, vì là uống là nó ngọt lắm mọi người. Đó, mọi người nhìn xay nè nha. Nó mình cầm có con tay nó hơi rung, mọi người thông cảm nha. Xay hồi rớt vô cái đầu heo luôn. Dai dữ ta, đúng là vừa con heo sao nó khó bẻ quá mọi người. Mình thấy cái gì bự muốn bằng cái đầu mình rồi gì thôi rồi gì nữa mọi người, đúng không? Nope. Đó, à mọi người ha. Chà, không có vui. Mà heo mày liếm không có vui mọi người. Vui ông nội tao chứ vui. Đây nè, đó. Cái gì nữa? Bạn đó. Thì mọi người nhìn mình làm lại mọi người xem nha. Đó. Đợi heo lâu lắm mình phải giải trí, mình kiếm cái trò gì đó mình chơi. Trời vườn heo khó bẻ quá heo ơi. Đúng là ăn con heo khó quá. Xây cái nè. Ôi trời trời trời. Đó. Đó mặt đơ luôn rồi. Bẻ trái thứ nhất mà không vô, bẻ trái thứ hai mặt đơ luôn. Đó thì tôi trái bạn trái vậy thôi chứ bạn đổi gì nữa bạn. Ta không có mượn. Ghét bạn tiếng hai cây ghét còn có 4 trái mày bẻ hết 2 trái giờ còn có 2 trái à. Trời ơi thì bạn cũng có 1 cây 2 trái chứ nhiêu. What? Gì mày cây 2 trái gì? Thì đó mày hỏi nữa người ta hiểu mà mày không hiểu mày làm bộ hoài. Thôi nói chung bây giờ mình sẽ chặt cái gì mình uống trước rồi sau đó mình chiên xúc xích sau. Nó làm bộ đi chứ chặt nó cũng uống mà đâu để mình uống 2 trái không phải không heo? Mày nói mày uống 2 trái luôn cái gì? Ok là cảm ơn. Không nhận dừa nó ngọt quá cháy luôn rồi vậy đó mà nó hơi còn non thôi mà ở mặt đó nó cũng ngồi nó nút à mọi người ơi, thấy không? Vậy chứ không lẽ không nút? Bởi vì cứ nước mỡ làm bộ nhăn nhăn vậy thôi chứ nó cũng phái gần chết. Rồi chưa có lửa chưa nổi. Uống chai dừa tắt lửa luôn rồi. Đi
chim xúc xích kìa. Heo đã chiên xong cái phần xúc xích rồi. Đó, mình chiên xong một lần rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lăn bột. Thì bột này mình với hạt heo mới vừa quậy để mình quay cho mọi người xem. Đó. Nó hơi tự nhiên giờ này cái mây che cái nó hơi tối xíu mọi người. Đây là bột chiên giòn pha với lại trứng gà nha, mình đập 4 trứng ăn cho nó béo heo. Xúc xích mà cộng trứng nữa ăn là trời ơi, bỏ thứ gì chịu nổi heo. Chịu nổi. Bây giờ là bột chiên xù nha. Mình lăn chiên giòn cho đó, mình lăn qua chiên xù đó, mình cứ làm tương tự như làm hết cái mâm này nha mọi người. Bỏ vô mọi người nhìn nè. Wow, đã heo ơi. Chị làm xúc xích rán cà phê là chỉ có bước này là đẹp nhất thôi đó. Dầu vừa thôi nha mọi người, nếu nó nóng quá dễ đen lắm. Đâu lăn nhẹ cái, đó, thấy không? Mau không? Đây là lý do tại sao mình chiên trước đó. Chứ nếu mà mình không chiên xúc xích trước thì nó còn sống mà nó chín cái bột không à. Đó, mọi người nhìn cái bột ở ngoài nè, nó sẽ sống đó, ở trong. Mọi người nhìn nè, em nhìn đã tròn tròn vàng vàng mà nổi nó trời, nhìn giống xúc xích rán, giống xúc xích rán quá. Trời trời chút xíu nghi bậy nữa heo. Hên heo ơi, hên bạn hỏi tôi cái tôi lý trí lại. Con chim hay là nghe lý trí nè. Biết cho mình nhưng heo xà nha. Rồi cầm lên tôi coi ơi. Đó, mọi người cục của hạt heo nè. Vì cục nghe thấy ghê của vậy mà. Cây xúc xích của hạt heo nè. Trời ơi trời, ok. Ê mà nhìn cũng giống lắm mẹ ơi. Thôi bỏ đi, bỏ đi chiên hết này nha mọi người. A few moments later. Thên. Wow. Đó rồi. Mọi người thấy không? Cái mầm cúng địa thằng Tài nè. Chưa ăn nữa nó cúng rồi. Vì mà cái mầm bự quá mọi người thấy ghê không? Đó. Tính nhà này là mình mua được 7 bọc mọi người, cái Bách Hóa Xanh chỉ còn có 7 bọc thôi. Đúng rồi, mình gom hết luôn nha mọi người. Đó thì mọi người tính ra nhìn thấy mầm nè. Đó thì có này mình chiên sao nó hơi hết bột, nó hơi hụt xíu, nhưng mà mấy cái dưới mọi người nhìn nè, có điều đó cũng là cũng lấy vàng khừ mà nó tròn lùi mọi người. Thôi mình ăn chơi cái đỉnh núi trước đi. Nhìn cái này mắt nghĩ bậy, còn này mình nãy mình chấm mình ăn thử á. Nghĩ nữa. Nhìn mắt nghĩ bậy mà thôi, vậy nha, ăn thử heo. Đó, này là phải chấm từng ớt quất heo. Mời mọi người nha. Trời ơi, cái miệng heo nó cắn kìa. Đâu quấy trong. Đó, mọi người nhìn không? Lớp bột rất là đều. Thôi bởi vì tôi, cây này của tôi. Mình chiên trước nha mọi người, đúng thôi. Chín lớp bột mà. Đó, mình mọi người nhìn nè. Cây này là cây gần cuối nè, nó muốn hết bột rồi mọi người. Cũng may là đủ á. Chấm tương ớt nha. Mời mọi người nha. Vô ra. Vô. Giòn. Ánh nước chua chua dưới trời. Anh nước chua chua dưới trời. Giòn mà. Cái này bột nhiều hơn. Nó bột ngoài nó giòn nhưng mà xúc xích nó mềm. Béo ha. Để 4 cái trứng gà mọi người. Phối hợp tuyệt vời. Này phải làm trứng gà nó ngon hơn trứng vịt. Hà khói. Cây rất là to. Xúc xích còn nóng bởi vì nó còn có khói nè. Cây rất to luôn á. Ê, không có rồi. Trời, con mực này làm rõ quýnh mày mực. Trời, mâm. Mấy mâm này tao lụm mày luôn à. Những mâm này mình nó ứ hự luôn mọi người. Nó thì mình ăn vài cây sau đó mình đem vô cho mấy đứa nít nè. Nó khoái lắm heo. Nít nó khoái chút xíu nhờ. Quýt cái đó. Quýt cái đó rồi. Bà mọi người nha. Vô. Ôi, ôi, quá im mọi người ơi. Đó, để xuống cho nó dễ ăn để nghe nó cầm hoài mọi người. Heo okay. Là làm hết cây vậy mình mới nửa cây. Khá là ok nha mọi người. Đó, đây thì nó bị chóc miếng da. Miếng da ngoài mình chiên á, bột á. Mình chiên xong mình ăn cỡ nó giòn. Nóng im ha. Ấm gà ăn có bổ xúc xích không đi? Bổ đó. Mà đâu có ai thấy đâu. Làm mâm này cũng khá là nhanh mọi người. Thấy nhiều thôi chứ mình chiên nhanh. Mình chiên trước lượt rồi sau đó mình lăn bột mình chiên vài vậy thôi. Cũng rất là nhanh. Làm này làm giống vậy mới có tiếng mấy nha mọi người. Mình bỏ lượt bao con cây vậy đó, chiên nó mau. Mau thì mới có nước phát. Ăn cũng im. Nói chung cũng hơi đói bụng, mình ăn thử ngon chút. Còn ổng quá. Ok thì mọi người ơi, chắc lưới này tới đây thôi nha. Chứ ngồi sao mà ăn hết cái mâm được, mọi người thấy ăn cũng giật rồi đó. Rồi, chắc cái clip này mình hạt heo sẽ gác lại tại đây. Nếu mọi người thích, yêu thích mình hạt heo cho mình một like, đăng ký kênh như là
chia sẻ cho bạn bè cùng xem để ủng hộ tụi mình nha. Cảm ơn mọi người. Thì clip về xúc xích chiên giòn cáp xê này khá là ngon nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye.